Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thì thấy đêm trước bảng main của điện thoại Xiaomi Redmi K40 bị lỗi hỏng, nhìn rất là khủng khiếp này, đang chờ thay mới để di động có cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần bảng main của điện thoại Xiaomi Redmi K40 lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới main bảng main của điện thoại Xiaomi Redmi K40. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Di động có cấp.vn có đầy đủ tất cả phương án sửa chữa tại di động bảng main của điện thoại Xiaomi Redmi K40. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ thay mới main cho điện thoại Xiaomi Redmi K40, quý các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.